Vào thời kỳ mạt pháp, chúng ta nên hoằng dương bộ kinh nào đi mới khế hợp với căn cơ của thời đại này, thời đại mạt pháp này. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật có đề cập đến thời kỳ mạt pháp, Đại Thừa khế cư. Chúng ta suy nghĩ kỹ xem, chưa chắc con người trên thế gian hiện nay đều là căn tánh Đại Thừa. Nếu như nói như vậy thì thật sự có vấn đề. Chẳng phải căn tánh Đại Thừa, nhưng họ có thể tiếp nhận Đại Thừa mà không thể tiếp nhận Tiểu Thừa. Đó là do tầng lớp tri thức ngày nay mở rộng. Tri thức trong Tiểu Thừa rất nhỏ, nó có sự bó buộc, có sự bảo thủ. Người thời nay không chấp nhận dạng tư tưởng này. Ngày nay người ta tiếp nhận sự phóng khoáng, dân chủ, tự do, phóng khoáng. Đại Thừa là như vậy đó. Cho nên Đại Thừa rất khế hợp với căn cơ của người thời nay. Nó phóng khoáng, tự do, không bó buộc. Nói về lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, người thời nay thích nghe. Nếu bạn lập ra nhiều quy củ, kêu họ phải tuân thủ thì họ không chịu nổi. Bạn xem, 3.000 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người Trung Quốc ghi chép lại, các vị như Hư Vân Lão Hòa Thượng đều dùng những điều người Trung Quốc ghi chép. Người Trung Quốc ghi chép từ sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ cho đến năm nay là 3.037 năm. Khác với người ngoại quốc nói, người ngoại quốc nói là 2.500 mấy chục năm, hơn kém nhau 600 năm. Sự khác biệt rất lớn. Rốt cuộc tin tưởng cái nào đây? Điều này chúng ta không cần phải quan tâm đến. Phật Pháp không coi trọng những hình thức này. Phật Pháp coi trọng nội chứng. Cho nên người Ấn Độ không coi trọng lịch sử. Nói đến niên đại bản thân, họ cũng không rõ ràng. Họ coi trọng thiền định, coi trọng trí huệ. Coi trọng khế nhập cảnh giới. Còn những việc phân biệt chấp trước này, họ không coi trọng. Nói đến điều này, vào thời buổi hiện nay, học tập Kinh Hoa Nghiêm là chính xác. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm chúng tôi cũng đã giảng thời gian tương đối dài rồi, đã giảng hơn 4.000 tiếng đồng hồ. Tuy chỉ mới giảng được 1/5, nhưng thính chúng đều rất hoan hỷ, rất khó được. Điều này nói lên trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói không sai. Đại Thừa khế hợp với căn tánh của người thời nay. Họ thích nghe, nhưng chưa chắc họ đã thực hành được. Chưa chắc đã khế nhập, nhưng mà họ thích, họ không bài xích. Điều này chúng ta cần nên biết. Vừa khế cơ, vừa khiến cho người thời nay thật sự được lợi ích. Một đời có thể thành tựu, cho quý vị biết, không gì bằng kinh vô lượng thọ. Cho nên bậc cổ đức bình luận những kinh điển này, mọi người công nhận Hoa Nghiêm là số 1. Kinh Hoa Nghiêm và kinh Vô Lượng Thọ đem so với nhau thì kinh Vô Lượng Thọ là số 1, số 1 trong số 1. Vì sao vậy? Vì Hoa Nghiêm nhất sanh viên mãn. Kinh Vô Lượng Thọ thập đại nguyện dương đạo quy an dưỡng, nghĩa là quy về kinh Vô Lượng Thọ. Cái này rất có ý nghĩa. Thả nhĩ thử khuyến tấn Hoa Tạng hại chúng. Câu này nói là Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền, hai vị Đại Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền đi, chẳng những bản thân mình phát nguyện cầu sanh tịnh độ,
mà còn khuyên Hoa Nghiêm Hải Hội, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. 41 vị này chẳng phải là 41 người, mà là 41 cấp bậc, gồm thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Tất cả các vị Pháp Thân Bồ Tát đi đều theo Văn Thù và Phổ Hiền về thế giới Cực Lạc tham vấn Đức Phật A Di Đà và học tập với Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới này đồ sộ biết dường nào. Cử động này, tôi tin rằng sẽ ảnh hưởng đến biến pháp giới hư không giới, tất cả chúng sanh trong thập pháp giới. Họ thấy được, họ nghe được. Đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc, tự nhiên sẽ sanh khởi tín tâm và nguyện tâm kiên cố. Đều biết rằng học Phật nên cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền biểu diễn cho chúng ta thấy. Đây là chuyện lớn, chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Nhưng mà xã hội của chúng ta ngày nay có rất nhiều người không hiểu rõ Phật giáo mà sinh ra sự ngộ nhận nghiêm trọng. Sự ngộ nhận này ảnh hưởng không lớn đối với việc hoằng truyền Phật Pháp. Ảnh hưởng lớn nhất là gì? Lớn nhất là bản thân họ đời này không có ý tiếp cận Phật Pháp, bỏ lỡ mất cơ hội viên mãn đời này. Đây mới gọi là đại sự. Việc hoằng truyền Phật Pháp không có thời gian, nó không hề gì. Chúng sanh khi nào được độ, Đức Phật đều biết hết. Có rất nhiều người đời này bị luống qua, thật là đáng tiếc. Phật giáo ở xã hội ngày nay, những tình trạng này, tôi thường nói ngày nay có 6 hình thức bất đồng. Chúng ta nên biết rõ, nhận thức rõ. Có người hỏi chúng ta có thể giảng nói rõ ràng. 6 hình thức. Hình thức thứ nhất là Phật giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì? Là giáo dục, nghĩa là sự giáo dục của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Đức Phật còn tại thế, cũng giống như Khổng Tử ở Trung Quốc vậy. Địa vị gì? Làm nghề thầy giáo. Ngài không làm việc khác. Từ sáng đến tối đều là dạy học. Người Trung Quốc tôn xưng Ngài là Thánh Nhân. Đó là bậc Đại Thánh danh xứng với thật. Ngài chẳng phải chỉ đơn độc là ngôn giáo, mà còn thân giáo nữa. Những gì Ngài biết được thì hoàn toàn Ngài làm được. Ngài biết là kiến tánh, minh tâm kiến tánh. Đem tánh đức của tự tánh trong cuộc sống hàng ngày hoàn toàn lưu xuất ra. Người Trung Quốc chúng ta nói là đạo đức. Không hề làm trái ngược lại với tánh đức. Làm cho chúng ta thấy thật sự buông bỏ được. Cuộc sống đơn giản là vui sướng hơn bất cứ điều gì.
Điều kiện cuộc sống vật chất một đời chỉ có ba y một bát. Toàn bộ tài sản của Ngài chỉ có bấy nhiêu đó, ba y một bát, ba tấm y và một cái bát. Ăn cơm thì đi cất thực, nhật trung nhất thực, mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Thọ hạ nhất túc, buổi tối nghỉ ngơi ở đâu? Ngồi thiền dưới gốc cây. Ngài có đạo tràng, khắp nơi đều là đạo tràng. Ngài không hề kiến lập một phòng ốc nào, không có. Đạo tràng ở đâu? Ngoài trời, ở trong rừng, dưới gốc kê, bên hồ nước. Đến chỗ nào Ngài ngồi xuống, học sinh dây xung quanh, Ngài giảng kinh thuyết pháp cho đại chúng. Đó là dạy học. Vui không gì bằng, không ở một chỗ nhất định. Mỗi ngày đều ở một nơi khác nhau, giống như dân tộc du mục vậy. Chúng ta dùng tâm cảm nhận một chút xem. Thân thể của những vị này gọi là thân kim cang bất hoại. Vì sao vậy? Vì ngủ nghỉ ở ngoài trời, họ chịu đựng được. Bão táp mưa sa nắng cháy, họ chịu đựng được. Họ không bị bệnh. Chúng ta ngày nay có thể sống cuộc sống như vậy chăng? Chắc chắn không được. Chúng ta ngồi dưới gốc cây một đêm thôi thì ngày hôm sau nằm trong phòng bệnh rồi. Nói lên chúng ta còn kém họ rất xa. Chúng ta muốn theo họ, nghĩ đến điều kiện của bản thân mình không đủ thì chẳng có cách nào. Chúng ta ăn ngày ba bữa chưa đủ, còn phải ăn thêm điểm tâm. Các ngài ăn một bữa. Hơn nữa họ ăn rất ít. Cách sống đó chúng ta có thể chịu đựng được không? Các ngài làm cho chúng ta thấy đó. Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngài thực sự buông bỏ. Ngài không buồn rầu, không vướng mắc. Ngoài cái thân này ra thì chẳng có gì hết. Trí huệ sung mãn, thân tâm an trú trong định. Thiền định này không phải thiền định khi ngồi thiền. Thế là bạn sai rồi. Bạn không hiểu rõ ý nghĩa của thiền định. Thiền định là đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Thế nào gọi là ở trong định? Nghĩa là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đó là thiền định. Cho nên sự thiền định này rất có lợi. Giảng kinh trong thiền định, thuyết pháp trong thiền định, sinh hoạt trong thiền định. Ngày nay chúng ta có một quan niệm sai lầm, cho rằng thiền định là ngồi thiền, ngồi ở đó mới là thiền định, không ngồi thì không phải là thiền định. Không phải như vậy. Thiền định thật sự thì đi cũng thiền định, đứng cũng thiền định, ngồi cũng thiền định, nằm ở đó ngủ cũng là thiền định. Đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Không có một vọng niệm nào hết. Nếu bạn không hỏi thì Ngài không có ý niệm nào hết. Bạn hỏi thì tùy theo câu hỏi mà trả lời, khởi lên tác dụng. Khi không hỏi thì vô tri, bát nhã vô tri. Khi không hỏi thì Ngài vô tri. Bạn hỏi Ngài thì vô sở bất tri. Khi khởi tác dụng thì vô sở bất tri. Trong kinh Bát Nhã nói, Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri, vô tri là định. Chắc chắn không có phân biệt, không khởi tâm, không động niệm. Đó là Phật Pháp.
Chúng ta không có bát nhã trí huệ, niệm niệm sanh phiền não. Vì sao vậy? Là vì chúng ta có tri. Bạn có tri nghĩa là bạn có phân biệt, bạn có chấp trước, bạn có vọng tưởng. Có tri thì bạn hữu sở bất tri. Những thứ bạn chưa học thì bạn hoàn toàn không biết. Vô tri thì vô sở bất tri, những thứ chưa học qua cũng biết được. Không có cái gì là chẳng biết. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp đều từ tự tánh biến hiện ra. Bạn thấy tánh rồi thì làm gì có chuyện không biết. Tất cả pháp không rời tự tánh. Vì sao chúng ta có nhiều vấn đề như thế? Là vì chúng ta mê thất tự tánh. Chúng ta thường hỏi vấn đề, Đức Phật nương tự tánh trả lời. Nương tự tánh trả lời chắc chắn không có sai lầm. Ngôn từ thiện xảo chắc chắn bạn nghe hiểu. Đó là điều trước đây chúng ta học qua, cứu cánh phương tiện, toàn là tánh đức. Chúng ta học điều gì cũng cần phải biết. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, địa vị của Ngài là gì? Ngài không phải là tôn giáo, cũng không phải là thần, cũng chẳng phải là tiên. Ngài là con người. Danh từ Phật là danh xưng của học vị. Trung Quốc thời xưa, danh xưng học vị có ba giai cấp. Cao nhất là thánh nhân, thứ hai là hiền nhân, thứ ba là quân tử. Ở Trung Quốc thời xưa, người có học là có cách xưng hô không đồng đẳng cấp. Ở Ấn Độ cũng như vậy, học vị cao nhất gọi là Phật. Ý nghĩa của chữ Phật dịch sang tiếng Trung Quốc gọi là giác giả, nghĩa là bậc giác ngộ. Người Trung Quốc thì gọi là bậc thánh nhân. Học vị thứ hai gọi là Bồ Tát. Huyền Trang Đại Sư dịch từ Bồ Tát thành giác hữu tình. Tình chính là A-lại-da. A-lại-da là gốc của tình. Chưa đoạn gốc, cho nên vẫn còn hữu tình. Căn chưa đoạn, nhưng là bậc giác ngộ. Giác ngộ nên Ngài có thể khống chế tình cảm. Đó là học vị thứ hai, Bồ Tát. Học vị thứ ba là A-la-hán. A-la-hán gọi là bậc vô học. Nếu từ chữ mà dịch nghĩa là vô học, họ tốt nghiệp rồi. Họ tốt nghiệp trường nào? Họ tốt nghiệp tiểu học. Không phải là đại học, tốt nghiệp tiểu học. Bồ Tát là đại học, A-la-hán là tiểu học, tốt nghiệp tiểu học. Ở trong tiểu thừa gọi là vô học. Những môn học của tiểu thừa họ đều đã học xong, gọi là chánh giác. Vì sao gọi là chánh giác? Vì họ không chấp trước. Đối với pháp của thế và xuất thế gian, họ không chấp trước. Không chấp trước thì luân hồi lục đạo không còn nữa. Lục đạo luân hồi từ đâu mà có? Từ chấp trước mà có. Có chấp trước là có lục đạo luân hồi. Không chấp trước thì lục đạo luân hồi không còn nữa. Cho nên nó là giả chứ không phải là thật. Trong Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, bạn không nên chấp nó là thật. Chấp nó là thật, bạn sẽ bị thiệt thòi đấy. Bạn ở trong mê thì không thể ra được. Cho nên, Phật, Bồ Tát, A-la-hán là danh xưng cho ba học vị. Giống như trong đại học ngày nay, tiến sĩ, thạc sĩ, học sĩ, danh xưng của học vị, chúng ta cần nên biết. Nếu bạn xem Phật Bồ Tát là thần tiên thì bạn hoàn toàn sai lầm, đó gọi là mê tín. Đối với Phật giáo thật sự không thông được. Nhưng người xem Phật Bồ Tát A-la-hán là thần tiên thì rất nhiều. Đó là gì vậy? Phật giáo biến thành tôn giáo rồi. Nó không phải là tôn giáo mà biến thành tôn giáo.
Những người Phật tử đời sau như chúng ta có lỗi như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bạn thật sự hiểu được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suốt đời Ngài làm công việc gì? Dùng cách nói ngày nay là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Người thời nay xưng là nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Người thời nay xưng hô như vậy đó. Ngài có địa vị gì? Ngài làm công việc nghĩa vụ đối với sự giáo dục ở xã hội đa nguyên văn hóa này. Ngài là một giáo viên rất giỏi. Ngài không nhận học phí, Ngài làm công quả. Khổng Lão Phu Tử không phải là làm công quả, Khổng Lão Phu Tử thu học phí. Không thu nhiều, một ít thôi, nhưng vẫn thu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không thu, không nhận một đồng nào. Đó là nghĩa vụ. Chúng ta học Phật nhất định phải nhận biết thầy giáo, nếu không nhận biết, chúng ta học tập sẽ có khúc mắc. Điều này khi tôi mới học Phật, Chương Gia Đại Sư dạy tôi. Vào thời đó khi tôi mới tiếp xúc, Phương Đông Mỹ tiên sinh giới thiệu đó là học thuật. Thầy Phương cũng rất giỏi, cũng không xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thần tiên. Thầy Phương giới thiệu với tôi nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới này. Thầy đã giới thiệu với tôi như thế. Thầy nói triết học trong kinh Phật là cao phong nhất trong tất cả các triết học trên toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi đã vào với đạo Phật như vậy. Sau này có duyên gặp được Chương Gia Đại Sư. Câu hỏi thứ nhất tôi đưa ra khi tôi gặp Ngài, tôi thỉnh giáo với Ngài: con biết Phật Pháp thù thắng. Phật Pháp là đại học vấn. Có cách nào khiến chúng con có thể mau chóng khế nhập? Tôi đã đưa ra vấn đề như thế để thưa hỏi. Lần đầu tiên khi gặp vị xuất gia, trước đó tôi không qua lại với người xuất gia. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đưa ra vấn đề này để thỉnh giáo. Tôi thừa hỏi ở phòng khách của Ngài. Khi đó hình như có 5 người ngồi trong phòng khách. Ngài nhìn tôi cũng nhìn Ngài. Chúng tôi nhìn nhau hơn nửa giờ đồng hồ. Bầu không khí trong phòng khách nhỏ này rất nghiêm túc, nhưng cũng rất nhu hòa. Sau nửa giờ đồng hồ, Ngài mới nói một câu: có. Tôi chờ đợi nửa giờ đồng hồ, chờ được một chữ có, tinh thần phấn chấn lên, có. Tiếp tục chú ý nghe, Ngài lại chẳng nói gì. Đại khái 6-7 phút sau đó, Ngài nói với tôi 6 chữ. Ngài nói chuyện rất chậm, nói từng chữ, nhìn được thấu, buông xuống được. Tôi nói chuyện đây là rất nhanh đấy. Ngài nói chậm hơn tôi nhiều, nói từng chữ, nói 6 chữ. Tôi nghe rồi tưởng hiểu mà không hiểu. Hình như hiểu được ý của Ngài. Tốc độ của chúng tôi nhanh, còn trẻ mà. Kế đến thưa hỏi Ngài vấn đề thứ hai: bắt đầu hạ thủ công phu từ đâu? Đại sư nói với tôi rằng hạ thủ công phu từ bố thí. Ngày đầu tiên ở chỗ Ngài 2 tiếng đồng hồ, hầu như chỉ ở trong sự im lặng. Nhưng mà từ trường ở đó rất tốt. Sau này Ngài hẹn mỗi tuần vào ngày Chủ nhật dành cho tôi 2 giờ đồng hồ, giới thiệu cho tôi 2 cuốn sách, kêu tôi tự tìm đọc,
đọc cuốn Thích Ca Phổ và Thích Ca Vương Chí. Ông muốn học Phật thì đầu tiên phải nhận biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi chúng tôi đọc xong rồi mới biết được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật sự suốt đời làm công việc giáo dục, suốt đời dạy học, thật sự không liên quan gì đến tôn giáo hết. Nhưng mà Phật giáo trong xã hội ngày nay, hình thái thứ hai xuất hiện, đó chính là tôn giáo. Nó vốn không phải là tôn giáo mà biến thành tôn giáo. Những đệ tử đời sau như chúng ta có lỗi với thầy giáo. Làm sao lại biến nó thành tôn giáo vậy? Phật giáo biến thành tôn giáo, lịch sử không dài. Phật giáo khi truyền vào Trung Quốc không phải là tôn giáo, nhưng mà trong Phật giáo giảng về tôn giáo. Tôn giáo đó và tôn giáo ngày nay hoàn toàn khác, hoàn toàn không tương can. Đạo Phật giảng tôn giáo là giảng về tông môn giáo hạ. Khi Ngài giảng dạy, Ngài dùng hai phương pháp hoàn toàn khác nhau. Thiền tông thật sự là tiếp dẫn bậc thượng thượng căn, trung hạ căn không có phần. Đây gọi là tông môn. Tông môn là gì? Thật sự tham thiền, dùng phương pháp này, hoàn toàn dùng thiền để dụng công. Sau khi khai ngộ mới tiếp xúc với kinh điển. Kinh điển nghĩa là giáo. Chưa khai ngộ thì không xem kinh điển. Đây là một phương pháp rất đặc biệt. Không có căn tánh này, nghĩa là bậc căn tánh thượng trung hạ, thì từ giáo hạ nhập môn từ kinh điển. Kinh điển có sâu có cạn, cho nên tổ sư phân giáo đem tất cả kinh điển mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 49 năm chỉnh lý lại, phân biệt rõ ràng ý nghĩa sâu cạn ở trong đó. Loại nào dạy sơ học, loại nào dạy bậc trung học, loại nào là học tập sau cùng, giống như sắp đặt chương trình học, chương trình của tiểu học, chương trình của trung học, chương trình của đại học, chương trình của nghiên cứu sở. Việc này do các vị tổ sư ở Trung Quốc làm. Như Tông Thiên Thai, Tông Hiền Thủ, họ đã phân ra rất rõ ràng. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài không phân ra như vậy. Bởi vì Đức Phật giảng dạy không giống như trường học chính quy ngày nay, phân ra trình độ đẳng cấp, không phải như vậy. Mọi người từ khắp nơi đến, trình độ không đều nhau. Cho nên khi Ngài giảng dạy, ai hỏi điều gì thì Ngài giảng điều đó. Hỏi sâu thì Ngài giảng sâu, hỏi cạn thì Ngài giảng cạn. Hầu như ngày nào cũng có tình trạng như vậy. Vào thời đó, quốc gia không đồng, quần tộc không đồng, tôn giáo tín ngưỡng không đồng. Người đến thỉnh giáo với Ngài, học tập với Ngài đều có hết. Cho nên cần phải hiểu rõ tình huống. Vào thời Tùy Đường, Trung Quốc kiến lập chế độ Tòng Lâm, đó chính là kiến lập trường học chính quy. Đây là đạo tràng trong nhà Phật. Tòng Lâm giống như đại học ngày nay vậy. Tổ chức trong đó cũng rất giống như trường học ngày nay. Chủ tịch của Tòng Lâm cũng gọi là phương trưởng, cũng gọi là trụ trì, đó là hiệu trưởng. Dưới ngài có ba vị chấp sự. Thứ nhất là thủ tọa coi sóc việc dạy học. Hòa thượng thủ tọa tương đương với giáo vụ trưởng của trường học. Duy Na tương đương với huấn đạo trưởng, lo việc huấn đạo. Giám viện tương đương với tổng vụ trưởng. Danh xưng có khác nhau, nhưng hoàn toàn tương đồng với việc phân công chức trách của đại học ngày nay. Cho nên đã nâng sự giáo dục của Đức Phật trở thành chính quy. Đó là đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc.
Phương Đông Mỹ tiên sinh rất chú trọng sự việc này. Muốn phục hưng Phật giáo, nhất định phải phục hồi giai trong tòng lâm như ngày xưa. Cũng có nghĩa là phải kiến lập Đại học Phật giáo. Phật giáo mới có thể phục hưng được. Phật giáo là giáo dục, điều này nhất định phải nhận biết rõ ràng. Nội dung giảng dạy bao gồm rất lớn. Đúng là biến pháp giới hư không giới. Tần số không gian bất động, nhưng đều nói đến giảng về thập pháp giới, giảng về vô lượng vô biên pháp giới, giảng quá khứ, giảng vị lai. Tánh tướng lý sự nhân quả trong hư không pháp giới đều giảng đến hết, bao gồm hết. Đúng là đại học vấn. Cho nên sau khi truyền đến Trung Quốc, số kinh điển này không ngừng truyền vào Trung Quốc. Các vị cao tăng ở Trung Quốc và những vị từ Ấn Độ đến Trung Quốc truyền giáo. Đế vương của Trung Quốc, giới học thuật của Trung Quốc chào đón. Quốc gia kiến lập nơi phiên dịch. Thời đó dịch kinh quốc gia mang tiền đến ủng hộ. Đế vương dẫn đầu hộ trì, Thích Thú quên cả mệt mỏi. Từ triều đại nhà Hán cho đến triều đại nhà Tống, hơn 800 năm, phiên dịch ra số Đại Tạng Kinh ngày nay. Phật giáo biến thành tôn giáo, tôi nghĩ khoảng sau thời Càn Long. Thời đại Càn Long vẫn là học thuật. Mỗi ngôi chùa, am, đường đều là trường học. Dùng cách nói ngày nay gọi là gì? Trường chuyên. Thông thường một đạo tràng là học một bộ kinh hoặc là một bộ luận. Bạn muốn học kinh này thì bạn có thể đến chỗ họ để báo danh. Bạn đến tham dự, bạn đến học với họ. Thật sự biến chất, phế trừ việc giảng dạy, tôi nghĩ là Từ Hy Thái Hậu. Trên tay bà đã thật sự biến thành tôn giáo. Thời gian không dài, cùng lắm là hơn 200 năm, chưa đến 300 năm, biến thành tôn giáo. Bởi vì Từ Hy Thái Hậu, bà ấy tin tôn giáo, bà ấy tin quỷ thần. Tiền Thanh, chúng ta coi lịch sử triều đại nhà Thanh, từ khai quốc đến Hàm Phong. Hàm Phong là chồng của Từ Hy. Trong triều đình, nghĩa là trong hoàng cung, thường mời học giả của ba nhà Nho, Thích, Đạo đến giảng dạy trong cung đình. Hoàng đế dẫn theo quý phi, văn võ đại thần, ngày nào cũng học. Học rất chuyên cần. Những bài giảng đó đều có tài liệu giảng dạy. Những tài liệu này đến nay vẫn còn bảo tồn trong tứ khố toàn thư. Đôi khi tôi cũng thích mở ra xem, coi trong cung đình họ giảng những gì. Tứ thư giảng thế nào? Ngũ kinh giảng thế nào? Trong tứ khố toàn thư vẫn còn bảo tồn. Chế độ này bị Từ Hy phế trừ sau khi Hàm Phong chết.
Con trai kế thừa vương vị, con trai là Đồng Trị, nghĩa là con trai của Từ Hy Thái Hậu. Tuổi còn nhỏ, không hiểu việc, cho nên trên thực tế thì Từ Hy nắm quyền. Từ Hy phế trừ chế độ này. Sau khi phế trừ, bà ta cũng có những thứ bà ấy thích. Bà ấy thích xin quẻ. Cho nên trong cung đình, những chuyện đại sự không thỉnh giáo với các chuyên gia, mà thỉnh giáo với các vị thần tiên trong bàn quẻ. Cuối cùng khiến mất nước. Sự việc này, chuyên gia đại sư nói cho tôi biết. Bởi vì chương gia nhiều đời đều là quốc sư của đế vương triều đại nhà Thanh. Cho nên, Ngài nói cho tôi biết về vấn đề xin quẻ. Từ Hy Thái Hậu tin điều này. Chương gia đại sư nói với tôi, xin quẻ trong đó có thần tiên Bồ Tát đến giáng lâm. Ngài nói đó đều là giả chứ chẳng phải là chân thật. Những linh quỷ này mạo xưng chư Phật Bồ Tát, mạo xưng thần tiên, nhưng mà cũng là làm việc tốt. Đối với những việc nhỏ thì họ thực sự có thần thông, họ nói cũng rất linh, không linh thì chẳng có ai tin. Đối với những việc lớn thì nó nói bậy. Bạn bị mắc lừa, bạn cũng không thể tìm được nó. Cho nên Ngài nói với tôi, việc xin quẻ là có thật. Nếu như bạn mời họ đến để nói chuyện cho vui thì không có sao hết. Bạn chớ nên bàn luận việc chánh sự với họ. Nói về việc chánh sự, đôi khi vì giữ thể diện, không biết mà cho là biết, thì họ sẽ nói bậy. Nên khi bạn bị mắc lừa, bị thiệt thòi thì bạn không tìm thấy họ đâu. Cho nên đây là những thưởng thức mà chúng ta cần nên biết. Đôi khi những linh mưu này ngày nay rất nhiều, nhiều hơn ngày xưa rất nhiều. Truyền những thông tin này, chúng ta nhận được thông tin này phải dùng trí huệ để phán đoán sự chính xác của nó. Họ bảo chúng ta dùng phương pháp nào để xử lý. Điều này không được tùy tiện nhận lời. Phải dùng phương pháp trong kinh Phật nói để xử lý thì không có vấn đề gì. Thì chắc chắn bạn không phạm lỗi lầm. Ví dụ như những linh mưu này, tôi biết, họ đến nói với tôi, bây giờ tai nạn rất nhiều. Linh mưu tìm đến Quán Âm Bồ Tát, tôi nói, Quán Âm Bồ Tát nói thế nào? Họ đi hỏi Quán Âm Bồ Tát, tai nạn có thật hay không? Họ nói, Quan Âm Bồ Tát nói là có thật. Có cách nào hóa giải không? Ngài nói, có. Phương pháp gì? Giảng kinh thuyết pháp. Tôi nói, nếu như vậy thì được. Điều này tương ưng với kinh Phật, có thể tiếp nhận. Vì sao vậy? Vì sao giảng kinh thuyết pháp mà có thể hóa giải được tai nạn? Tai nạn là do con người hiện nay sống trên quả địa cầu này có ý niệm bất thiện, có tâm hành bất thiện, chiêu cảm nên, chiêu cảm mà có. Đây là nguyên nhân thật sự của tai nạn. Giảng kinh thuyết pháp có thể giúp cho con người khai ngộ, giúp cho con người giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi, có thể buông bỏ những quan niệm sai lầm, buông bỏ những hành vi sai lầm. Y theo sự chỉ dạy truyền thống của Lão Tổ Tông Trung Quốc, ngũ luân, ngũ thượng, tứ duy, bát đức. Tư tưởng của chúng ta không đi ngược với truyền thống này. Hành vi của chúng ta không trái ngược, thì tai nạn của thế gian này tự nhiên được hóa giải. Có lý đấy. Nếu như nó dùng những phương pháp khác thì không thể tin tưởng được. Cầu nguyện cũng là một phương pháp. Cấp thời thì được. Bởi vì tâm cầu nguyện đó rất kiên thành, buông bỏ hết tạp niệm để cầu nguyện. Thực sự có thể làm giảm bớt tai nạn xuống, nhưng không thể kéo dài được lâu.
Đó là trị ngọn mà không trị gốc. Trị gốc là giáo dục. Cho nên cầu nguyện có tác dụng gì không? Có tác dụng. Thực sự có tác dụng. Nhưng nếu bạn muốn vĩnh viễn duy trì thì nhất định phải học tập kinh giáo, luân lý, đạo đức, nhân quả, cổ kim trong ngoài đều không thể tách rời. Đây là tánh đức, từ tự tánh lưu xuất ra. Hiểu được đạo lý này, hiểu được nguyên lý này thì bạn mới nắm bắt được. Tai nạn của bản thân là bệnh khổ, đó là tai nạn của bản thân chúng ta. Tai nạn của hoàn cảnh bên ngoài là cộng nghiệp. Chúng ta hiểu được những nguyên tắc nguyên lý này thì tâm của bạn sẽ định, bạn sẽ không bị quản, bạn cũng không bị loạn. Tai nạn tuy hiện tiền, nhưng chỉ cần bạn có định thì bạn có thể xử lý một cách khéo léo. Chỉ sợ bạn không biết khi tai nạn đến, tâm bạn hoảng loạn thì phiền phức lắm. Như thế thì cho dù là chư Phật Bồ Tát cũng không thể cứu được bạn. Chỉ cần tâm bạn định, thần chí rõ ràng không hề loạn, thì có thể giải quyết được vấn đề. Định sanh huệ, có trí huệ hiện tiền thì vấn đề tự nhiên được hóa giải. Giải quyết một vấn đề có rất nhiều phương diện, chứ chẳng phải chỉ có một phương pháp. Cho nên nói, nhân thời, nhân người, nhân địa không giống nhau, thiên biến vạn hóa. Giống như thiện xảo phương tiện mà trước đây nói vậy. Bậc cổ nhân giảng kinh Vô Lượng Thọ là cứu cánh phương tiện. Chúng ta phải thật sự hiểu rõ câu này. Bất cứ vấn đề gì cũng có thể ở trong kinh Vô Lượng Thọ mà tìm thấy đáp án. Đó là sự thật không sai chút nào. Cho nên lần này chúng ta lại tìm về bộ kinh này, ôn tập lại một lần nữa. Dụng ý chính là ứng phó với những vấn đề tai nạn hiện nay. Chúng ta ôn tập lại bộ kinh này một lần nữa. Sơ học Phật, tôi tin có rất nhiều người đều gặp phải sự việc này. Người khác thỉnh giáo với bạn, Đức Phật giảng điều gì vậy? Tôi từng hỏi qua một vị đạo hữu nhiều năm về trước. Đại khái khoảng hơn 30 năm về trước rồi. Khi đó chúng tôi ở Thư viện Cảnh Mỹ Đài Bắc. Một lần khi Tết đến, các bạn học cũ đến Thư viện để chúc Tết. Một vị giáo thọ ở trường Đại học Phụ Nhân nói với tôi rằng, thầy nói học kỳ này, nghĩa là học kỳ kế tiếp, ở trong trường lợi dụng hoạt động ngoại khóa, thầy giảng cho học trò một bài Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm, thật khó có. Ở Đài Loan, sinh viên đại học học Phật rất thịnh hành. Tôi nói, hay lắm. Đột nhiên tôi nghĩ ra một vấn đề. Tôi nói, em có một vấn đề muốn hỏi thầy, mong thầy trả lời em. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, ngài giảng kinh thuyết pháp 49 năm, ngài đã giảng gì? Xin thầy dùng một câu trả lời cho em. Không được nói nhiều, chỉ một câu thôi. 49 năm ngài giảng gì? Thầy ấy suy nghĩ 5-6 phút, không có cách nào trả lời được. Thầy ấy quay lại hỏi tôi. Tôi nói, trong kinh Bát Nhã nói một câu, bốn chữ: chư pháp thật tướng. Tôi nói dùng câu này có được hay không? Thầy ấy suy nghĩ một chút, nói, được,
được. Chư pháp thực tướng nếu dùng cách nói của ngày nay, nghĩa là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Người xưa dùng văn tự đơn giản có bốn chữ: chư pháp thực tướng. Đúng như vậy. Đó là gì? Đối với phần tử tri thức có thể nói như vậy, họ hiểu được. Đối với Phật pháp họ đã nhập môn rồi. Những thứ này không phải là mê tín. Nếu đối với hàng sơ học, họ chưa tiếp xúc qua Phật pháp, dạng này thường gặp. Rốt cuộc Đức Phật đã nói gì thì Ngài phải giải thích tỉ mỉ hơn một chút cho họ nghe. Trong kinh có, Đức Phật thật sự là từ bi. Ngài dạy chúng ta làm thế nào để đối phó với những người có nghi vấn như vậy. Ở trong kinh có lục sự minh kinh ý, nghĩa là có sáu diện. Ở chỗ pháp số trong Tam Tạng có. Nội dung này đều do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Kinh dân: Phật hữu tam đạt chi trí. Lai là vị lai, kim là hiện tại, giảng cổ nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai. Mị bất thông yên, chẳng có điều gì là Ngài không biết. Có thật không? Đúng như vậy. Bạn coi, kiến tánh mà. Tất cả pháp đều từ tự tánh sở sanh sở hiện. Bạn kiến tánh rồi thì có lý nào lại không biết? Bạn còn có điều không biết, nghĩa là bạn chưa kiến tánh. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư kiến tánh, Ngài chưa từng học kinh giáo, chưa từng học qua pháp thế gian. Bất luận sự việc gì bạn thỉnh giáo với Ngài, Ngài đều giảng giải cho bạn một cách thông suốt. Ngài thực sự không học qua. Cho nên nếu bạn thực sự muốn trí huệ hiện tiền, vô sở bất tri, vô sở bất năng, trong pháp Đại Thừa dạy minh tâm kiến tánh, Ngài đã làm được, không hề giả dối. Người thế gian cho là không thể, trong sự tưởng tượng của chúng ta đương nhiên cũng không thể. Khi chúng tôi cầu học ở Đại Trung, thầy Lý từng nói với chúng tôi, muốn hoằng pháp lợi sanh nhất định phải thông pháp của thế và xuất thế gian. Bạn có thể thông được không? Pháp thế gian không nói nhiều, chúng ta chỉ nói đến bậc cổ nhân vậy. Bậc cổ nhân Trung Quốc viết ra một bộ Tứ Cố Toàn Thư, bạn có thông đạt được không? Đại Tạng Kinh trong Đạo Phật bạn thông đạt được không? Đừng nói là nghiên cứu Tứ Cố Toàn Thư, hàng ngày bạn đọc nó, mỗi ngày đọc 10 tiếng đồng hồ. Từ lúc ra đời là đã biết đọc, đọc cho đến khi bạn 100 tuổi cũng chưa đọc hết. Làm sao bạn có thể thông đạt? Huống là tri thức của thế gian ngày càng đổi mới, bạn không thể thông đạt được. Tam Tạng 12 bộ kinh trong Đạo Phật cũng như vậy. Bạn không thông cũng không được. Bạn không thông thì không thể giảng dạy. Làm sao đây? Thầy giáo dạy chúng ta một phương pháp đặc biệt thông đạt. Thầy đã dạy cho tôi bốn chữ: chí thành cảm thông. Thầy nói chúng ta muốn thông mà nương vào nghiên cứu học tập thì chắc chắn không thể làm được. Thế thì sao? Cảm ứng. Cảm thông. Dùng cái gì để cầu cảm ứng? Dùng tâm thành. Dùng tâm chân thành. Tâm chân thành đến chỗ cuối cùng thì gọi là chí thành. Dùng phương pháp này, cảm ứng với chư Phật Bồ Tát, cảm ứng với tự tánh. Hôm nay pháp môn này ở ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta có lỗi với Phật,
có lỗi với Tổ sư Đại Đức. Vì chúng ta gặp được rồi mà không thật làm. Nguyên nhân là do tập khí của Pháp thế gian nuôi thành quá sâu rồi. Dù kính ngưỡng Phật Pháp, nhưng Pháp thế gian không thể xả, không buông xuống được. Người học tập Phật Pháp gặp được pháp môn này, học được một thời gian thì bỏ đi thay bằng một pháp môn khác. Bởi thời kỳ mạt Pháp, tà sư thuyết Pháp nhiều như cát sông Hằng. Đây là lời của Phật nói trên kinh, không phải là lừa gạt chúng ta, mà nhắc nhở giúp chúng ta cảnh giác. Tôi nghe nói gần đây lại có người đề xướng. Niệm Phật vãng sanh tịnh độ rất đơn giản, rất dễ dàng. Niệm thì được rồi. Mang nghiệp vãng sanh, tất cả đều có thể mang đi. Căn bản là những điều khác đều không cần phải bàn nữa. Nghe nói không ít người tin tưởng, kinh cũng không niệm, giáo cũng không học, giới luật cũng không cần luôn. Cho như vậy thì có thể thành công. Đây là lời nói của ma, không phải của Phật nói. Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta học tập tịnh tông. Không có nói không giữ giới. Nếu không thâm nhập kinh tạng, thì quý vị không có năng lực phân biệt tà chánh, không có khả năng phân biệt đúng sai. Điều này quan trọng. Hiện nay, chúng sanh thế giới này phước mỏng. Chúng ta sanh trong thời đại đời loạn này. Điều gì loạn? Tư tưởng loạn rồi, hành trì cũng loạn. Tất cả hoàn cảnh đều loạn rồi. Thực sự là đời loạn. Phải làm sao đây? Phải nương theo kinh giáo của Như Lai. Từ trong kinh giáo mà tìm ra đường đi cho chúng ta. Tìm ra trí huệ của chúng ta. Chúng ta có khả năng phân biệt tà chánh, phân biệt đúng sai. Chúng ta hạ chắc quyết tâm thành tựu viên mãn ngay trong đời này. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người khuyên quý vị không nên học bộ kinh này, hoặc bảo là học năm loại nguyên bản dịch, hoặc dứt khoát bảo quý vị đều không nên học. Thậm chí họ nói ra trùm khắp cả ba căn, lợi độn toàn thu. Ba căn là thượng, trung, hạ. Chúng ta là người hạ hạ căn, không phải là bậc thượng căn. Kinh giáo là khó thế nào, đời này bỏ đi. Họ nói Phật có pháp môn tốt hơn, mang nghiệp vãng sanh. Nên nhớ như vậy, không nên quên. Chỉ cần lúc lâm chung niệm câu A-di-đà Phật thì liền vãng sanh, không cần chú trọng công phu. Những phát biểu như vậy đều là sai, đều là hại người, đều đem ngăn chặn những con đường vãng sanh đến thế giới cực lạc. Vô cùng đáng tiếc.
ta không thể không chú ý. Hôm nay, pháp môn này ở ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta có lỗi với Phật, có lỗi với Tổ sư Đại Đức. Vì chúng ta gặp được rồi mà không thật làm. Nguyên nhân là do tập khí của pháp thế gian nuôi thành quá sâu rồi. Dù kính ngưỡng Phật pháp, nhưng pháp thế gian không thể xả, không buông xuống được. Người học tập Phật pháp gặp được pháp môn này, học được một thời gian thì bỏ đi thay bằng một pháp môn khác. Bởi thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Đây là lời của Phật nói trên kinh, không phải là lừa gạt chúng ta, mà nhắc nhở giúp chúng ta cảnh giác. Tôi nghe nói gần đây lại có người đề xướng. Niệm Phật vãng sanh tịnh độ rất đơn giản, rất dễ dàng. Niệm thì được rồi. Mang nghiệp vãng sanh, tất cả đều có thể mang đi. Căn bản là những điều khác đều không cần phải bàn nữa. Nghe nói không ít người tin tưởng, kinh cũng không niệm, giáo cũng không học, giới luật cũng không cần luôn. Cho như vậy thì có thể thành công. Đây là lời nói của ma, không phải của Phật nói. Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta học tập tịnh tông. Không có nói không giữ giới. Nếu không thâm nhập kinh tạng, thì quý vị không có năng lực phân biệt tà chánh, không có khả năng phân biệt đúng sai. Điều này quan trọng. Hiện nay, chúng sanh thế giới này phước mỏng. Chúng ta sanh trong thời đại đời loạn này. Điều gì loạn? Tư tưởng loạn rồi, hành trì cũng loạn. Tất cả hoàn cảnh đều loạn rồi. Thực sự là đời loạn. Phải làm sao đây? Phải nương theo kinh giáo của Như Lai. Từ trong kinh giáo mà tìm ra đường đi cho chúng ta. Tìm ra trí huệ của chúng ta. Chúng ta có khả năng phân biệt tà chánh, phân biệt đúng sai. Chúng ta hạ chắc quyết tâm thành tựu viên mãn ngay trong đời này. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người khuyên quý vị không nên học bộ kinh này, hoặc bảo là học năm loại nguyên bản dịch, hoặc dứt khoát bảo quý vị đều không nên học. Thậm chí họ nói ra trùm khắp cả ba căn, lợi độn toàn thu. Ba căn là thượng, trung, hạ. Chúng ta là người hạ hạ căn, không phải là bậc thượng căn. Kinh giáo là khó thế nào, đời này bỏ đi. Họ nói Phật có pháp môn tốt hơn, mang nghiệp vãng sanh. Nên nhớ như vậy, không nên quên. Chỉ cần lúc lâm chung niệm câu A-di-đà Phật, thì liền vãng sanh. Không cần chú trọng công phu. Những phát biểu như vậy đều là sai, đều là hại người,
đều đem ngăn chặn những con đường vãng sanh đến thế giới cực lạc. Vô cùng đáng tiếc. Chúng ta không thể không chú ý. Hiện nay, người phê bình đối với bản kinh này còn rất nhiều. Từng có một khoảng thời gian, tôi cũng chịu sự ảnh hưởng. Ở bên ngoài, thậm chí có rất nhiều người công kích đối với tôi. Tôi hướng đến mọi người nói, nếu người trên toàn thế giới này không tin tưởng, thì tôi vẫn là tin tưởng. Tại sao vậy? Vì thầy của tôi thương yêu, che chở học sinh như tôi. Ngài sẽ không gạt tôi. Thầy đã truyền cho tôi bản kinh này. Mà nếu tôi không tin tưởng, lại đem đổi thành bản kinh khác, thì tôi làm sao xứng đáng với thầy? Cho nên, trong lúc giảng kinh, tôi cũng tuyên bố, dù cho toàn bộ người trên thế giới đều không tin tưởng đi nữa, tôi vẫn tin tưởng bộ kinh này, tuyệt không hoài nghi. Hoàn cảnh hiện nay dần dần chuyển tốt. Người tin tưởng bộ kinh này càng ngày càng nhiều. Đó là điều tốt. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người khuyên quý vị không nên học bộ kinh này, hoặc bảo là học năm loại nguyên bản dịch, hoặc dứt khoát bảo quý vị đều không nên học. Thậm chí họ nói ra, trùm khắp cả ba căn, lợi độn toàn thu, ba căn là thượng, trung, hạ. Chúng ta là người hạ hạ căn, không phải là bậc thượng căn. Kinh giáo là khó thế nào, đời này bỏ đi. Họ nói Phật có pháp môn tốt hơn, mang nghiệp vãng sanh. Nên nhớ như vậy, không nên quên. Chỉ cần lúc lâm chung niệm câu A-di-đà Phật thì liền vãng sanh, không cần chú trọng công phu. Những phát biểu như vậy đều là sai, đều là hại người, đều đem ngăn chặn những con đường vãng sanh đến thế giới cực lạc. Vô cùng đáng tiếc. Chúng ta không thể không chú ý. Lúc trước tôi từng đề xuất, những năm đầu ở tại San Jose, thành lập Tịnh Tông học hội đầu tiên, tôi đề xuất 5 khoa giới luật. Thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Trong đó có 3 điều. Đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Từ tâm không sát, tu thập thiện nghiệp. Thứ hai là thọ giữ tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Thứ ba là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Trong đó có giới, đấy là giới điều. Tam phước lục hòa là đại gốc rễ giới luật của Phật Pháp.